không biết bạn đã từng trải qua cảm giác này bao giờ chưa, khi mà những bài toán rất khó, cao siêu thuộc dạng thượng thừa thì có thể giải quyết gọn lẹ. Thế nhưng trong một vài khoảnh khắc, những bài toán dễ như ăn kẹo thời cấp 1 thôi lại không thể tính nổi. Điển hình là những ngày gần đây, dân mạng đang chia sẻ rần rần một bài toán. Điều đáng nói, bài toán này không phải là những phép tính cao siêu mà chỉ đơn giản là phép cộng trừ nhân chia dành cho các bạn học sinh tiểu học. Cụ thể, bài toán ví như sau. Hầu hết những lời giải này đều chia thành hai luồng ý kiến, một số người cho rằng đáp án là 1 và số còn lại là 9. Vậy ai đúng? Vậy, đáp án chính xác cuối cùng là 9.